Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn rất là ngon, lạ miệng ngon nhé, thịt mềm ngon, đó là món thịt nhúng ạ. Các nguyên liệu làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 250g thịt này nhé, thịt lợn, kể cả phần lạc này các bạn ạ. Vì hôm nay mình làm chia sẻ với các bạn cách làm thịt nhúng thì nó sẽ cần phần lạc cũng được, và khi chúng ta nhúng vào như kiểu canh thịt ấy, nó rất là mềm và dễ ăn. Các bạn chuẩn bị hành thơm và một ít hẹ và rau mùi nhé. Bây giờ mình đã ngâm thịt trong nước vo gạo 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ rửa lại phần thịt đi để mình thái ra. Nhiều lúc chúng ta ăn rang hay xào luộc mãi cũng chán rồi, hôm nay thì mình làm món thịt nhúng này. Khi chúng ta ăn ngán ấy, thì chúng ta ăn như thế này rất là dễ ăn nhé. Các bạn thái mỏng ra cho mình. Ở quê mình ấy, khi mà có cỗ ấy, nhiều lúc chán ăn vì cỗ thì rất là nhiều món dầu mỡ, cho nên là các hay là thường tự nấu cỗ ấy, thì các anh em họ hàng trong nhà nấu cỗ, và khi ăn ấy thì khi nấu cỗ thì thường nếm những các thứ hoặc là ngửi những cái mùi dầu mỡ đã chán rồi, thì thường là các bác phục vụ ấy sẽ làm một bát âu thịt nhúng như thế này để ăn, nó sẽ không bị ngán nữa, vừa mềm vừa ngọt vừa dễ ăn. Bây giờ mình sẽ ướp phần thịt nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít muối này, một ít hạt lêm, một ít rượu nấu ăn để khử cái mùi tanh của thịt nhé. Mình cho rượu vào cái chai này đấy ạ. Có chút rượu vào thịt rất là thơm các bạn nhé. Các bạn ướp cho mình khoảng 15 đến 20 phút, sau đó thì chúng ta sẽ đem đi để nấu nhé. Cho gia vị nó ngấm vào cái miếng thịt này. Ăn cay thì các bạn có thể cho ớt, cho tiêu tùy theo nhé. Các bạn thái cho mình thơm. Rau thơm các bạn thấy nhỏ ra cho mình. Cho chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn vào nhé. Dầu ăn vào chủ yếu là để mình phi cái phần hành thơm lên ạ. Thank you.
chỉ cần phi cái phần hành thơm lên là các bạn sẽ cho mình một bát nước vào để mình nấu hành nhé. Rồi hành thơm các bạn cho mình bát nước vào. Đun sôi phần nước lên. Khi phần nước sôi rồi các bạn nhé, cho mình thịt vào đây. Bạn nào ăn ớt thì có thể cho ớt, còn không có thì cho mình cho ít tiêu nhé. Các bạn cho mình một ít hạt tiêu. Nêm nếm nhé, xem vừa chưa. Hành, mồi. Một ít nước mắm ạ. Rồi, như vậy đã được rồi, mình sẽ cho ra bát là có thể thưởng thức được món thịt nướng này rồi đấy ạ. Rất là ngon. Đấy các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ, là một bát thịt mình nhúng lên ăn như này rất là mềm ngon nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình. Thịt mềm ngon, lạ miệng các bạn ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.